Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cùng với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh có quy mô giao dịch rất khủng, khởi tố 20 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thưa quý vị, để tổ chức hoạt động điều hành đường dây đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang mạng ag.bóng88.com, đối tượng cầm đầu đường dây này đã sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý với quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch lên đến hơn 6.000 tỷ đồng. Mới đây, cơ quan chức năng đồng loạt triển khai 20 tổ công tác, điều động 120 cán bộ chiến sĩ, tiến hành bắt giữ 20 đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Trong đó, có 13 đối tượng ở tỉnh Quảng Bình, 6 đối tượng ở tỉnh Hà Tĩnh và 1 đối tượng ở tỉnh Quảng Trị. Qua khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 11 ô tô, 510 triệu đồng tiền mặt, 15 máy tính các loại, 35 điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội. Bước đầu công an xác định, trang mạng cá độ do đối tượng Trần Quang Nam, 36 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình điều hành. Nam đã sử dụng tài khoản với cấp độ siêu đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn. Cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh từ năm 2020 đến nay. Ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là 5.000 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng một tháng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây từ khi hoạt động đến thời điểm bị phát hiện lũy kế lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng.